Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến dự và chúc mừng lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, quận Hải Châu. Lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh được bắt đầu đầy xúc động với lễ trao bảng tên cho học sinh mới vào trường. Năm học 2022-2023, nhà trường đón 1.381 học sinh lớp 10 chia thành 31 lớp. Lễ khai giảng năm nay được diễn ra trong niềm vui và sự háo hức của toàn thể thầy và trò sau 2 năm không tổ chức được lễ trực tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm nay em được gặp những người bạn mới, tiếp xúc trong môi trường mới thì em cảm thấy rất là hào hứng. Và em mong trong năm nay em sẽ có thể học tập thật tốt để có một năm học mới mẻ. Sau một thời gian dài học online cũng khoảng là gần 2 năm rưỡi thì khi mà đến trường thì năm nay có thể sẽ là học toàn bộ là offline thì cảm xúc của em là rất là vui khi mình có thể trực tiếp giao lưu với các bạn bè và tương tác với các thầy cô một cách là chân thật nhất. Năm học này, trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh chạm mốc 70 năm xây dựng và phát triển. Với những giá trị truyền thống đáng tự hào, nhà trường định hướng phát triển theo hướng chuyển đổi số, thực hiện chương trình giáo dục 2018 với phương châm lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm cốt lõi, lấy xu thế của thời đại để định hướng tiếp cận. Theo đó, nhà trường tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, chú trọng đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện kỹ năng sống để hoàn thiện và phát huy giá trị bản thân. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng hoa chúc mừng, kỳ vọng nhà trường sẽ có một năm học gặt hái được nhiều kết quả rực rỡ.